Hello and welcome back to NMS Apple Authorized Reseller. Hôm nay thì Nam mời các anh chị cùng theo chân Nam xem thử là nếu mà NMS nhận được các đơn hàng từ các khách hàng doanh nghiệp thì chúng ta sẽ có những bước chuẩn bị như thế nào nha. Đi theo Nam nhé. Và sau khi NMS đã chuẩn bị hàng hóa xong cho các anh chị nè, rất là đủ số lượng về chất lượng rồi, thì chúng ta sẽ tới giai đoạn tiếp theo là packaging, là chúng ta sẽ đóng gói để các NMS có thể gửi hàng đến cho các anh chị. Thì trên tay Nam các anh chị thấy không, tất cả các hàng hóa đều được nằm trong thùng vận chuyển rất là đẹp, rất là gọn và rất là chắc chắn, để NMS có thể chắc chắn với các anh chị rằng khi hàng hóa được giao đến tận tay cho các anh chị phải là những hàng hóa ở điều kiện tốt nhất, hoàn hảo nhất.